Alo, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn sửa chữa máy tính ha. Rồi, ok. Thì lâu quá mình không có bài hướng dẫn để sửa chữa máy tính. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn một bài như sau. Thì đối với cái máy tính này là cái máy tính để bàn thì cái cục CPU này nó bị chậm nha các bạn thấy không? Các bạn thấy nó đứng không? Mở cái bảng refresh thôi mà nó cũng đứng nè. Thì nguyên nhân nó bị tình trạng là cái cục CPU này nó bị đứng đứng lát lát nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa nó ha. Tức nó bị đứng lát lát nè, các bạn mở gì ra cũng không có thể làm việc được. Thì ok, để sửa cái bệnh này thì trước tiên các bạn cần phải tiến hành xác định nguyên nhân và hướng giải quyết, hướng nó hư phần nào để các bạn giải quyết từ từ ha. Ok, thì trước tiên các bạn phải xác định được cái cây CPU này là một cây CPU nó xài ổ cứng là ổ cứng HDD. Thì khi mà cái máy nó bị chậm thì các bạn điều đầu tiên thì các bạn phải nghĩ ngay đến là phải kiểm tra ổ cứng HDD. Thì ok, thì để xác định được điều đó thì và các bạn xác định được rõ là cái máy này đang chạy Win gì. Ở đây nó chạy Windows 10 ha. Thì Windows 10 mà chạy với HDD thì nó có một lỗi thường gặp là nó bị HDD nó sẽ lên 100% là nó sẽ đứng ngay ha. Thì để kiểm tra được đó thì các bạn vào bấm chuột phải ở dưới thanh taskbar nè, các bạn chọn Task Manager thấy không? Đó, chọn Task Manager thì nó hiện ra nè. Thì như các bạn thấy ở đây thì CPU nó chạy 80 ha. Thì như các bạn thấy nè, khi một cái máy tính đã mở ra mà mình chưa có chạy tác vụ gì hết trơn á, mà CPU nó đã lên tới hơn 6 máy rồi thì quên cái hard disk, chứ quên chưa có mở ứng dụng gì hết mà cái hard disk nè, cái disk nè nó đã lên tới 76% này thì điều nó không cũng không có được bình thường cho lắm đúng không? Nè, nó đang lên 100 nè, chuẩn bị nó nhảy tới 100. Khi mà nó nhảy tới 100% là nó bị đứng được, không có thể thao tác được thấy không? Thấy không? Thì đối với cái máy tính này thì mình xin có một hướng giải quyết như sau. Là trước tiên các bạn phải kiểm tra cái ổ cứng trước ha. Vì cái ổ cứng mà nó chạy Windows 10 á, mà ổ cứng nó bị hư, bị bét hay gì đó thì nó cũng dẫn đến là cái hard disk này tới nó chạy tới 100%. Thì gây ra lag đơ đơ giật giật. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là có thể là do bản Windows bị lỗi. Thì để xác định được điều đó thì các bạn phải kiểm tra từng bước. Thì trước tiên thì các bạn phải kiểm tra ổ cứng ha. Sau đó thì phải các bạn phải nếu ổ cứng ok thì tiếp đến thì các bạn phải đến là phần mềm, tức là Windows. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra ổ cứng trước ha, thì xem thử ổ cứng nó có bị hư, bị bét hay không. Ok, để test được cái ổ cứng HDD thì mình có một cái công cụ này ha. Mình sẽ test xem ổ cứng này có bị bét hay không. Mình sẽ test nhanh qua ha. Test nhanh thì mình sẽ biết liền thôi, không có gì phải lâu cả. Đó, thì bây giờ cái công cụ nó hiện lên. Đây là cái ổ cứng của mình nè, đây là ổ cứng của máy ha. Ổ cứng của máy tới 1.000 GB, tức là 1 TB các bạn. Này, ổ cứng của ba các bạn nhìn là tốt ha. Này là tốt. Thì mình coi ở bảng là mã lỗi dưới đây coi thử nó có lỗi hay không. Nếu lỗi là hiện màu vàng. Ok, thì nó không bị lỗi, như vậy là cái ổ cứng này nó tốt. Thì việc còn lại là khả năng là nó bị hư win. Bây giờ các bạn cài win lại ha. Thì để khắc phục cái lỗi Windows 10 mà nó hiện cái disk này nó lát nó đứng luôn các bạn ạ. Nó hiện lên 100% á, nè, đứng luôn. Thì các bạn phải cài cái bản Windows mới nhất ha. Thì nó sẽ khắc phục lại cái hiện trạng lắc lắc như vậy ha. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài Windows. Mình sẽ tiến hành cài lại ha, thử xem thử nó có khắc phục được hiện trạng này không. Các bạn xem nó lắc nè, mình sẽ mở một cái thanh trình duyệt chrome thôi.
thấy không, bỏ chôm lên mà khó mở không nổi luôn, nó lắc lắc nè, đứng luôn không xài được gì hết trơn á, đứng luôn, treo mẹ luôn rồi. Treo luôn rồi các bạn à. Treo luôn rồi các bạn à. Giờ cao cứng của nó treo lên 100% đít luôn nè. Nó đứng cứng ngắc luôn rồi. Ok, thì bây giờ các bạn phải tiến hành cày quân lại thôi ha. Bây giờ các bạn phải tiến hành cày quân lại. Thì ở trong cái channel của mình á, thì mình đã có cái video cày quân rồi. Cho nên mình sẽ không có quay việc cày win nữa nha. Mình sẽ quay cày win xong rồi mình sẽ quay kết quả cho các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành làm nha. Ok, thì xin chào các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã cày win xong rồi. Bây giờ mình mở cái Task Manager lên xem coi thử của cái đít, cái hạt đít cái nó có lên 100% nữa hay không nha. Thì các bạn xem nè. Thì các bạn để ý nè, cái hạt đít của mình nó bây giờ nó ở trạng thái là 0%. Thì CPU nó cũng ở trạng thái là 0% và RAM thì nó lại 29%. Như vậy là nó đã hợp lý rồi ha. Thì tại hiện tại bây giờ hạt đít nó 0%, tức là mình không có chạy cái chương trình gì cả, cho nên nó là 0% là đúng rồi. CPU cũng là từ 0, dao động từ 0 cho đến 5%, tại vì hiện tại mình không có chạy cái tác vụ gì hết trơn á. Các bạn này nhìn nè, không có, hiện tại không chạy tác vụ gì hết trơn. Thì video này mình đã hướng dẫn cho các bạn xử lý thành công cho một cái máy, cho một cái máy tính nó hiện nó bị bệnh, bị chậm giật lag. Thì nó bị chậm giật lag thì nguyên nhân á, thì mình đã nói lúc đầu, bây giờ mình xin tóm lược lại là cái máy tính mình bị chậm lag được áp dụng đối với cái bệnh thực tế này, đối với các cái video thực tế này á, thì lý do là nó là do lỗi của Windows. Thì nó lỗi của Windows là một phần là cũng là do Win 10 nữa các bạn à. Thì để xử lý triệt để cái lỗi disk 100% này á, thì các bạn nên chuyển qua sử dụng ổ cứng SSD, thì cái lỗi disk full disk 100% này nó sẽ hết luôn nha. Còn nếu các bạn lỗi full disk 100% này thì các bạn thường gặp và hay gặp ở ở những máy mà xài ổ cứng HDD nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi cái video này. Thì video này thuộc series hướng dẫn sửa chữa và ban thực tế. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay những subscribe, mình sẽ cố gắng tranh thủ, nếu mà có thời gian thì mình sửa máy nào thì mình sẽ làm clip mấy đó cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn.